đây cho mọi người xem. Đây là cái nem chua Bình Định luôn nè. Này, nem chua Bình Định ha. Ở Tuy Phước luôn nha. Cái nơi này là nơi chuyên sản xuất nem chua nè. Bây giờ Hương sẽ lọc ra và ăn thử nha. Đây, cái này là cái nem mà Hương đã lột ra rồi nha. Đó, để mình lát cái cục nem ra á mọi người. Bỏ cái dao ra. Tăng tăng. Đợt này người ta gói khá là kỹ luôn nè, để trong bì bóng như thế này luôn nè. Còn cái này là Hương đã ấy ra rồi nè. Bây giờ ăn thử ha. Dai. Chua chua nha mọi người. Ăn kèm rất ổn này luôn nè. Rất là ngon luôn.